Nhiều cơ sở kinh doanh vựa tràm, vật liệu xây dựng tại cầu Đầu Xấu ngang nhiên chiếm dụng đất thuộc quản lý của nhà nước. Cụ thể, tại vựa tràm Hoàng Son, tọa lạc tại số 1/14 hẻm 701, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khiến nhiều người dân bức xúc. Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại khu vực cạnh gầm cầu dẫn Đầu Xấu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, nhiều năm nay một số doanh nghiệp ngang nhiên lấn chiếm tận dụng triệt để khu đất công của nhà nước để kinh doanh vựa tràm, vật liệu xây dựng. Hành vi chiếm dụng trái phép hành lang kênh, rạch, đất bãi bồi diễn ra công khai, vi phạm các quy định của pháp luật. Các đối tượng vi phạm đều vì lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân đã có thái độ bất hợp tác, không chịu tự giác tháo dỡ công trình sai phạm, cho dù đã có thông báo yêu cầu di dời. Để có thông tin khách quan, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế và ghi nhận được hàng loạt hình ảnh đúng như phản ánh của người dân. Theo quan sát, vựa tràm Hoàng Son và doanh nghiệp vật liệu xây dựng hiện tại đang chiếm dụng đất công làm vựa và bãi vật liệu xây dựng tại địa chỉ số 1/14 hẻm 701, đường 3 tháng 2 thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu vực có vựa tràm Hoàng Son và doanh nghiệp vật liệu xây dựng được xem là một trong những điểm nóng vi phạm nghiêm trọng về lấn chiếm hành lang an toàn kênh rạch, đất bãi bồi. Toàn bộ diện tích đất thuộc quản lý của nhà nước đã bị các cơ sở này chiếm dụng để làm nơi tập kết tràm và vật liệu xây dựng. Tại hiện trường, nhiều bãi tràm vật liệu xây dựng chất thành đống cao như núi. Dưới bãi bồi này đã trở thành nơi tập kết nhiều xà lan neo đậu bốc xếp hàng hóa trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, đã và đang trở thành nỗi bức xúc, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý quyết liệt để di rời các cơ sở này, trả lại hiện trạng đất kênh rạch thông thoáng, sạch đẹp. Trao đổi với phóng viên, người dân sinh sống tại đây cho biết, doanh nghiệp vựa tràm Hoàng Son này hoạt động kinh doanh rất nhiều năm nay. Việc này đã gây tình trạng vỏ tràm và cây ngâm lâu dưới rạch, gây mùi hôi rất khó chịu và mất mỹ quan đô thị. Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên trao đổi với ông Trần Hoành Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ông Sơn cho biết, doanh nghiệp vựa tràm Hoàng Son có nhiều năm nay, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở và ra thông báo, yêu cầu di rời cừ tràm trên phần đất công tại cầu Đầu Xấu, số 1/14 hẻm 701 đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi. Theo thông báo số 799TB Ủy ban Nhân dân ngày 28 tháng 10 năm 2020, thời gian sau này do dịch COVID-19 nên các vấn đề liên quan đều dừng lại. Đến thời điểm hiện tại, vựa tràm Hoàng Son vẫn còn hoạt động, phường cũng đã có giấy mời và tiếp tục vận động vựa di rời đến địa điểm khác. Cái vựa tràm này cũng có từ rất lâu. Sau khi thực hiện thì có một số vấn đề phản ánh của người dân. Thì cái thứ nhất thì phường cũng đã phối hợp với trung tâm đo đạc đo vẽ và quản lý, đề xuất quận ban hành quyết định quản lý đối với phần đất này. Cái thứ hai nữa, phường cũng đã có cái thông báo yêu cầu cái hộ mua bán cừ tràm di dời nó đi chứ khác từ năm 2020. Thì đến thời điểm sau này thì do cái dịch bệnh Covid, tất cả các cái vấn đề về mua bán thì được dừng lại. Thì đến thời điểm này thì phường cũng đã có cái mời và vận động tiếp tục hộ này di dời đến cái điểm khác, không cho mua bán trên cái điểm này nữa. Không phải là trường hợp cá biệt, chính quyền địa phương đã biết các vi phạm nhưng không tiến hành xử lý triệt để, mặc cho các cơ sở doanh nghiệp này ngang nhiên chiếm dụng, hủy hoại cảnh quan và môi trường. Trước những bức xúc của người dân, chúng tôi đề nghị chính quyền phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, các cơ quan ban ngành thành phố Cần Thơ cần có hành động thiết thực nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất công thuộc quản lý nhà nước.